Rồi, kính chào anh em và các bác nhé. Tiếp tục hôm nay thì em sẽ test một cái micro Beso Beta 87A tiếp và tục gửi cho các khách ở Vũng Tàu. Thì bác vẫn mua một cái bộ nguồn phantom và dây nhợ. Thì ở đây hôm nay có nhiều anh khách hỏi tại sao nó nhỏ. Nó có nhiều cái lý do lắm em. Đây là đồ anh em, thứ nhất, đây là đồ chuyên nghiệp nha. Không phải đồ dân dụng đâu, đồ chuyên nghiệp. Mình muốn chơi dân dụng mình mới thêm cái nguồn phantom này thôi. Rồi, đây là một cái ha. Ở đây thì em sẽ kết nối hai sợi dây, một sợi là từ ba lăng ra ba lăng để vào trực tiếp đây, còn sợi còn lại á là nó sẽ đi từ cái ba lăng ra 6 ly. Thì anh em sẽ hai cái xem hai cái tiếng nó sẽ khác nhau. Lý do thì ba lăng cái gain nó sẽ cộng lên tới gần 10 dB, còn cái 6 ly thì nó sẽ nhỏ hơn, nên em khi mà xài 6 ly nó sẽ nhỏ ha. Đó, đây em biết cái đồ chuyên dụng, còn khi mà bảo đảm anh em cắm mà trực tiếp từ mic mà sang cái con mixer mà có nguồn phantom sẵn thì tiếng bảo đảm nó phải lớn hơn, tại đi ba lăng liếng đấy. Đối với cái đồ chuyên nghiệp này chúng ta xài ba lăng tiếng nó sẽ ok hơn nha. Bởi vì tại sao người ta làm rắc ba lăng không. Rồi bây giờ em sẽ thử trước cái tiếng của dây 6 ly này nha. Đây là dây ba lăng nè, em để riêng nè, dây ba lăng ha, chưa ha. Bây giờ 6 ly đó, mic thì em sẽ kéo rồi mic sẽ kéo gần đây tổng số 3 ha. Rồi, tới mức âm 10 nè. Đây ha, có sẵn đây luôn, kéo bằng nhau ha, âm 7 ha, đó đúng gen cho anh em luôn nè, không đi bi nha. Đó rồi, lưu 1 2, đó không đi bi anh em nha, không đi bi. Đó, dây 6 ly và chúng ta sẽ chuyển qua dây bên phần dây em sẽ nói phần dây ba lăng nó sẽ lớn cỡ nào anh em nha, anh em để ý ha. Rồi, đây đã hai cái dây ba lăng vô, dây 6 ly đây em rút ra để qua bên đây. Rồi chúng ta sẽ kéo tầng volume này lên cũng không dB 0.5 này xuống, rồi đúng không dB luôn, nó lớn hơn nhiều anh em nha. Đấy, nó muốn dư luôn đấy. Vậy thì khi mà anh em chơi cái Beso Beta 87 này mà xài với 6 ly thì chúng ta phải lên volume anh em nha. Đó, nó như vậy. Thì anh em thấy là nó độ lệch nhau khoảng 60, 70 lực nha. Rồi, thì ở đây dây thì em không biết anh em chơi bằng cái gì, nhưng mà em có sẵn, anh em muốn dây 6 ly thì em đưa 6 ly. Muốn dây ba lăng ra ba lăng thì em sẽ đưa dây ba lăng luôn nha. Rồi, anh em yêu món nào còn lại thì alo em ha. Beta 87 tạm thời em hết hàng nha. Rồi, chào anh em, chào các bác.